Khi vay tín dụng thì cần phải lưu ý những điều gì? Video này sẽ thật sự hữu ích cho những bạn nào đang mong muốn vay một cái khoản vay từ một cái tổ chức nào đó, hoặc là các bạn vay ngân hàng để mà mua xe nè, mua điện gia dụng nè, thậm chí là các bạn dùng để tiêu xài cho một cái việc gì đó. Trước khi bắt đầu video này, mình muốn chia sẻ cho các bạn là mình không phải là nhân viên của FE và cũng không phải là chuyên viên pháp lý của bên FE luôn. Và hiện nay mình cũng không làm pháp chế cho bất kỳ một cái tổ chức tín dụng nào khác. Cho nên toàn bộ những gì mà mình chia sẻ trong series này đều hoàn toàn bám sát vào các quy định của pháp luật, bên cạnh đó kết hợp với thực tế xã hội xảy ra hiện nay để mà đưa ra những lời khuyên hợp lý cho mọi người. Do đó bạn nào cảm thấy video và những cách chia sẻ mình thấy hay và hữu ích thì hãy giúp mình subscribe để kênh ngày càng phát triển và không bỏ lỡ những video tiếp theo. Còn những bạn nào mà không thích những cái cách chia sẻ của mình thì các bạn có thể cũng subscribe luôn nha. Cảm ơn các bạn. Có bao giờ khi mà các bạn vay một cái khoản vay tại một cái tổ chức tín dụng hoặc một ngân hàng nào đó mà các bạn đặt một cái câu hỏi là lãi suất nó bao nhiêu không? Thời gian trả là bao nhiêu? Rồi lãi suất chậm trả là bao nhiêu không? Hay là các bạn chỉ quan tâm câu chuyện là tôi vay, tôi nhận tiền xong tôi về là xong? Có rất là nhiều bạn đã nhắn tin cho cái kênh TikTok Thiên Phúc Lo của mình với rất là nhiều nội dung khác nhau, như là ngân hàng tổ chức này nó lãi suất cao, rồi nó đòi nợ như thế này, nó đòi nợ như thế kia, thậm chí là trả hoài mà không hết khoản nợ đó. Nhưng mà các bạn có bao giờ các bạn tự hỏi bản thân mình lại là các bạn có đúng hoàn toàn chưa, hay là các bạn đã sai? Tôi nói luôn, các bạn đã sai ngay từ ban đầu rồi. Cái sai đầu tiên của các bạn là khi mà các bạn vay, các bạn chỉ quan tâm câu chuyện là các bạn lấy tiền đi về thôi, chứ các bạn không hề quan tâm đến câu chuyện là hợp đồng nó như thế nào, cam kết như thế nào, thỏa thuận như thế nào, lãi suất như thế nào. Và khi mà các bạn trả không đúng thời hạn thì nó sẽ ra sao? Các bạn không hề quan tâm đến câu chuyện đó. Cái sai thứ hai cũng là cái sai về cái tiền thôi các bạn, là các bạn chỉ quan tâm đến tiền mà các bạn không hề để ý đến cái hồ sơ pháp lý của các bạn nó có hợp lệ hay chưa. Các bạn vay mà các bạn không làm một cái hồ sơ nó hoàn chỉnh theo đúng luật, các bạn chỉ cần lấy tiền về thôi, còn câu chuyện hồ sơ nó như thế nào là kệ nó. Sai lầm các bạn à. Bởi vì có rất là nhiều tổ chức á, người ta cho vay các bạn, ta làm hồ sơ đúng thì không nói đi, nhưng mà có những cái tổ chức á, người ta cho vay các bạn á, chỉ cần một cuộc điện thoại thôi là các bạn đã vay được cái khoản tiền rồi. Thậm chí là các bạn nhắn tin qua app thôi, nó chuyển tiền về, các bạn nhận cái vậy là vay đó các bạn. Rồi hồ sơ sao, các bạn đâu biết lãi suất như thế nào đâu. Các bạn chỉ đem tiền đi xài xong, tới lúc mà các bạn trả không được thì các bạn la làng lên. Và cái sai thứ ba mà các bạn hay mắc phải đó là gì? Đó là các bạn lựa chọn sai tổ chức tín dụng. Có những cái tổ chức tín dụng đó, nó cho vay vốn lãi suất cực kỳ cao, cách đòi nợ cực kỳ khốn nạn luôn các bạn. Và tổ chức đó là tổ chức nào thì các bạn tự tìm hiểu đi nha. Và trong video này tôi sẽ nói cho các bạn 5 cái lưu ý để các bạn biết được là khi mà các bạn vay tín dụng hay là vay tiêu dùng ở một cái tổ chức nào các bạn cũng phải quan tâm. Lưu ý thứ nhất là các bạn phải quan tâm đến khoản vay, số tiền cho vay là bao nhiêu nè, lãi suất cho vay là bao nhiêu nè, thời hạn trả là bao nhiêu nè, lãi chậm trả như thế nào. Tại sao mà các bạn cần phải quan tâm cái này? Bởi vì khi mà các bạn vay một cái khoản nào đó, tùy thuộc vào số tiền của bạn vay 20 triệu thì lãi suất là sẽ như thế này, vay 50 triệu lãi suất nó sẽ như thế kia. Rồi các bạn sẽ quan tâm đến câu chuyện là lãi suất cho vay nó là cố định hay là theo dư nợ giảm dần. Nếu là cố định là trong suốt khoảng thời gian các bạn vay, là ví dụ bạn vay là 24 tháng, 36 tháng thì cái lãi suất nó sẽ cố định trong thời gian đó. Còn nếu mà các bạn vay theo dư nợ giảm dần là số nợ còn lại của các bạn còn lại là bao nhiêu thì nó sẽ tính trên cái đầu số nợ đó, với lãi suất giảm từ từ giảm dần như vậy. Thì các bạn phải lưu ý về phần đó. Và cái tiếp theo nữa, về cái lãi suất mà khi mà các bạn chậm thanh toán, trời ơi, cái này là các bạn xảy ra rất là nhiều luôn các bạn. Sai lầm lắm luôn, các bạn trả chỉ cần chệch một ngày thôi là các bạn đã bị tính lãi rồi. Chứ các bạn đừng nói là tôi trả không đúng ngày, hoặc là tôi bị lệch có 1 giờ, 2 giờ của ngày hôm sau tôi không bị gì. Không hề các bạn. Bạn chậm thanh toán là nó tính lãi bạn rồi. Do đó khi mà các bạn thanh toán á, nhiều bạn sẽ cầm từ tháng trước mình mới đóng 1,5 triệu, tháng sau mình đóng 1,6 triệu. Không hiểu tại sao, đó là tiền phạt lãi chậm thanh toán của các bạn đó các bạn. Các bạn xem kỹ lại đi coi mình có bị chậm hay không nha. Mình phải quan tâm đến câu chuyện đó nữa. Vấn đề thứ hai là các bạn phải đọc kỹ hợp đồng. Trong hợp đồng đó nó có một cái điều khoản, đó là hình thức nhắc nợ và đòi nợ như thế nào. Đó, đó là cái mà các bạn quan tâm nè. Tại vì sao không? Trong thông tư 18 năm 2019, thông tư của Ngân hàng Nhà nước nó có quy định rất rõ về biện pháp thu hồi nợ của các tổ chức tín dụng này. Các bạn phải xem là mình có thỏa thuận đúng hay chưa. Thì cái về cái trường hợp mà biện pháp nhắc nợ như thế nào là đúng á, thì tôi sẽ có một video khác chia sẻ cho các bạn. Còn bây giờ thì các bạn chỉ cần tập trung đúng thôi, là các bạn phải xem là giữa bạn với tổ chức tín dụng á thỏa thuận như thế nào về việc là tổ chức tín dụng nó sẽ nhắc nợ các bạn trong thời gian nào, bao nhiêu lần một ngày, rồi nhắc nợ bằng hình thức nào, đòi nợ bằng hình thức nào, thậm chí là nó có thể bán nợ cho một cái tổ chức khác để mà đi đòi nợ thay các bạn hay không. Các bạn phải xem cái điều đó, bởi vì khi mà các bạn ký hợp đồng á, bút xa gà chết mà các bạn ký một cái đẹp, trong đó nó có điều khoản bán nợ, có nghĩa là nó bán cho một cái tổ chức khác, nó đưa cho một tổ chức khác đòi nợ các bạn, thì vẫn được đó các bạn. Các bạn phải lưu ý về cái trường hợp này. Rất là nhiều bạn bị mắc sai lầm về cái khâu này nha các bạn. Cái thứ ba là đọc kỹ và hiểu về bảo hiểm cho vay. Bảo hiểm cho vay trong trường hợp này là bảo hiểm của người vay tín dụng các bạn. Thì cái bảo hiểm này các nhiều bạn sẽ làm tưởng là khi mà tôi không có khả năng trả nợ, hoặc là tôi không có tiền trả nợ, thì lúc này bảo hiểm nó sẽ là cái người trả thay khoản nợ cho tôi. Sai lầm các bạn, không có cái chuyện đó đâu. Không có một cái đơn vị nào mà nó dạy dột đến mức mà nó bảo đảm cho các bạn là
anh không trả nợ tôi đúng không, anh không có khả năng trả nợ đúng không, tôi sẽ trả nợ cho anh. Sai rồi các bạn, rồi lỡ đâu các bạn trốn đi rồi nó trả nợ, lúc đó nó có lời lãi được gì đâu các bạn, đúng không? Do đó các bạn phải đọc kỹ về cái hợp đồng bảo hiểm trong các trường hợp này. Và đây cũng chính là một trong những cái lý do mà cái tiền mà các bạn đóng hàng tháng nó tăng lên đó, tại vì các bạn phải đóng thêm cái tiền phí bảo hiểm nữa. Và vấn đề thứ tư đó là vấn đề cái thẻ tín dụng đi kèm. Trời ơi, khi mà các bạn ra một cái cửa hàng Thế Giới Di Động hay là Điện Máy Xanh, các bạn mua một món hàng á mà các bạn vay trả góp á các bạn đó, thì mấy bạn nhân viên này hay tư vấn cho các bạn gói này gói kia đủ thứ tùm lum tùm lưa, rồi kèm theo đó là tặng cho bạn một cái thẻ tín dụng kèm theo là anh cứ thanh toán đi, anh cứ sử dụng cái thẻ này đi, khi nào mà phát sinh anh sử dụng xong đó thì lúc đó anh mới trả nợ cho bên em, còn nếu mà anh không sử dụng thì không có vấn đề gì hết. Một lời tư vấn qua loa bằng miệng, các bạn tin, các bạn nhận thẻ về các bạn làm, các bạn sử dụng rồi xong các bạn lại bảo là mình đâu có vay gì đâu, mình đâu có làm gì đâu mà nó đòi nợ mình trả nợ. Trời ơi, cầm cái thẻ về chi không có xài được thì đừng có cầm, các bạn hủy thẻ liền giùm tôi một cái đi. Còn nếu mà các bạn có nhu cầu thật sự thì các bạn mới làm điều đó. Đó là một trong những cái mà các bạn bị rất là nhiều luôn. Vấn đề thứ năm là các bạn chọn sai tổ chức tín dụng. Có rất là nhiều tổ chức tín dụng, rất là nhiều đơn vị cho vay trên thị trường nha. Search Google ra một đống luôn, kéo một hồi là rất là nhiều, ví dụ như là FE Credit nè, Home Credit nè, HD Session nè, MB Bank gì đó. Nói chung là rất là nhiều cái tổ chức ngân hàng tín dụng cho các bạn vay. Nhưng các bạn phải lựa chọn cái tổ chức nào mà nó được sự tin cậy của người dân, là những cái khách hàng, thậm chí là những cái doanh nghiệp lớn người ta tin tưởng mà người ta vay ở trong cái ngân hàng này với lãi suất cực kỳ ưu đãi và không bị đòi nợ quá nhiều trong ngày đó, ví dụ vậy đó, thì các bạn phải quan tâm. Bởi vì mà khi mà các bạn lựa chọn sai một cái tổ chức tín dụng, lỡ mà bạn lựa chọn nhầm cái tổ chức là tín dụng đen đi, trời ơi nguy lắm các bạn ơi, nó phiền các bạn một ngày luôn á. Thì trên đây là 5 cái lưu ý mà tôi muốn nhắc nhở các bạn khi mà các bạn muốn vay một cái khoản vay nào đó thì các bạn phải tìm hiểu thật kỹ. Nói chung đại khái là khi vay thì làm ơn đọc kỹ những cái hợp đồng. Nếu mà nó không cung cấp hợp đồng cho các bạn á thì các bạn phải yêu cầu nó cung cấp, bởi vì cái này nó ảnh hưởng đến quyền lợi của các bạn sau này lắm đó. Bút xa là gà chết nha các bạn. Rồi, nếu các bạn cảm thấy video này hay và hữu ích, hãy giúp tôi nhấn subscribe, chia sẻ, like để giúp kênh ngày càng phát triển. Và đừng quên, nếu có bất kỳ thắc mắc gì liên quan đến chủ đề này, hãy comment bên dưới, chúng ta sẽ cùng thảo luận. Tôi là Phúc, tôi sẽ giúp mọi người hiểu biết hơn về pháp luật.